Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn biểu đồ NUPL này đó có một điều rất là quan trọng Đó chính là có một thời kỳ, đó chính là cái thời kỳ của năm 2013 Mà chúng ta có được tăng trưởng mà chúng ta thấy được là cái dùng NUPL này chạm vào cái dùng màu xanh dương hai lần Chúng bạn thấy được lần đầu tiên là chạm vào vào cái thời điểm là tháng 3 của năm 2013 và sau đó giá Bitcoin đương nhiên đã có cái sự điều chỉnh đi xuống nhưng mà sau đó chúng ta lại thấy được là giá lại có sự tăng trưởng kế tiếp và lại chạm vào cái dùm màu xanh dương này thêm một lần nữa cho nên đây là một cái đợt tăng trưởng rất là quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta thấy được là giá Bitcoin đi vào cái dùm màu xanh thì cũng không chắc 100% là sẽ có cái đợt mùa đông kéo dài kế tiếp. Đương nhiên sẽ có cái đợt điều chỉnh giá như là các bạn thấy được là chúng ta đã thấy năm 2013 cái đợt đầu tiên. Khi mà chạm vào vùng màu xanh này thì giá thực sự đã có, có sự điều chỉnh nhưng mà sau đó lại tích lũy và lại tăng trưởng kế tiếp và đạt cái đỉnh các bạn thấy được là vào cái thời điểm là tháng 11 của năm 2013 sau đó mới thực sự là mùa đông của crypto cho nên chúng ta phải kết hợp cái biểu đồ NUPL này với nhiều những thông tin khác nữa như là các bạn thấy được là All Hodler thì order này cho các bạn thấy được là cũng tương tự mỗi lần mà chúng ta đi vào cái dùng màu đỏ này Thì sẽ là dấu hiệu mùa tăng trưởng sắp kết thúc như là năm 2013 như là năm 2017 Chỉ cần cái đường mà màu cam này mà đi vào cái dùng màu đỏ thì sẽ là dấu hiệu kết thúc và chúng ta bây giờ thì vẫn còn một khoảng đường để đi Cho nên khi mà kết hợp cái biểu đồ All này với lại NUPL Thường nghĩ là chúng ta sẽ có những cái thông tin tốt Để biết được là chúng ta đã gần tới đỉnh hay là chưa Và các bạn thấy được là ngoài chơi điều này ra thì chúng ta cũng cần phải xem những cái thông tin khác Như là cái biểu đồ Stock to Flow Model Thì cho đến ngày hôm nay các bạn thấy được là cái biểu đồ Stock to Flow Model này vẫn có hiệu lực Mặc dù biểu đồ này đã có rất lâu và các bạn thấy được là trước đây khi mà stock to flow nổi tiếng với cái biểu đồ này đó thì ai cũng cười hết tại vì lúc đó giá bitcoin chỉ có mấy ngàn đô mà thôi mà lúc đó mà nói bitcoin có thể lên tới cái mức là 100.000 đô vào hè của năm 2021 thì nhiều người cho là viễn vong nhưng mà cho đến ngày hôm nay các bạn thấy được là cái đường mà màu nâu này đó chính là trận đón giá của Bitcoin dựa theo cái biểu đồ stock to flow này đây là một cái mô hình mà tính theo cái sự khan hiếm của một loại tài sản và đương nhiên cái biểu đồ này là tính cái sự khan hiếm của Bitcoin và cho đến ngày hôm nay những cái dấu mà có màu này đó chính là giá cả của Bitcoin. Có khi giá Bitcoin đi mạnh hơn là cái biểu đồ chứng đoán và có khi là đi dưới cái số lượng biểu đồ chứng đoán nhưng mà trong thời gian dài hạn các bạn thấy được là giá vẫn tiếp tục đi theo mô hình này và mô hình này thì dẫn chúng ta tới cái mức là khoảng chừng 100 000 đô vào hè của năm nay và các bạn thấy được là cái mô hình này rất là chính xác mãi cho đến ngày hôm nay những cái chấm gần đây đều nằm trên những đường màu nâu này đây là một cái biểu đồ mà chúng ta cũng sẽ tiếp tục theo dõi và một cái thông tin khác nữa các bạn thấy được là chúng ta cũng đã lâu rồi không nhìn vào golden ratio multiplier thì đây là một biểu đồ đó mà đi theo một cái lý thuyết lý thuyết này là tính theo cái giá trung bình của bitcoin trong vòng 300 50 ngày qua và những năm nếu như mà cái giá Bitcoin mà những năm với cái giá trung bình đó, thì chúng ta đã gần tới đỉnh rồi Có nghĩa là cái đường mà chấm chấm trên màn hình cái mà thi được là mỗi lần mà Bitcoin Chạm vào cái dùng chấm chấm trên màn hình này Thì đó là dấu hiệu Bitcoin đã tới đỉnh Thời điểm bây giờ thì các bạn thấy được là chúng ta vẫn chưa đến cái mức đó chúng ta đang nằm ở cái dùng mà gần màu tím Thì màu tím dựa theo cái biểu đồ này đó chính là cái dùng gọi là chúng ta đang nằm ở trên cái phần tăng trưởng nhưng mà đã có cái số lượng tăng trưởng cao rồi có nghĩa là không phải là chúng ta mới vừa bước vào mùa tăng trưởng mà chúng ta đang nằm ở trong cái thời kỳ sâu trong mùa tăng trưởng rồi nhưng mà vẫn chưa tới cái mức là nhưng năm lần các bạn thấy được là cái mức giá trung bình trong vòng 365 ngày qua đó chính là cái đường mà, mà cam bên dưới này thì đường mà cam bên dưới này là thời điểm bây giờ là 13.895 thì nếu như chúng ta tính 13.895 Thì thường zoom ra để chúng ta uh, thấy rõ hơn Thì chúng ta sẽ lấy 13.895 nhân cho 5 lần Thì giá Bitcoin nếu như mà chúng ta thấy là đây đã là cái đỉnh rồi thì giá Bitcoin sẽ lên tới 70.000 đô và chúng ta sẽ thấy cái đợt đi xuống sau đó. Nhưng mà các bạn nên nhớ là Bitcoin nếu như mà cứ xoay quanh những cái đường mà màu xanh lá cây hay là màu đỏ này liên tục trong thời gian tới đây đó thì cái đường màu cam này nó sẽ từ từ nâng lên và nâng lên thì đương nhiên cái giá định nó sẽ cao hơn thì chúng ta chỉ có thể nói được là tới cái giá hiện tại cái bạn thấy được là cái giá hiện tại là cái đường mà màu cam này là 13.895 thì nhân năm nhưng mà nếu như mà đây đã là cái đỉnh rồi thì giá Bitcoin giờ có mức này cái đỉnh của đợt này sẽ là khoảng chừng 70.000 dựa theo cái biểu đồ golden ratio này và đương nhiên nếu Bitcoin tiếp tục tích lũy và đi từ từ thì cái đường màu cam này sẽ từ 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 từ, từ nâng lên cho nên cái định sẽ từ từ được nâng lên nhưng mà đây cũng là một trong những cái biểu đồ mà chúng ta cần phải theo dõi. Thì tóm lại những gì mà Thùng mới vừa chia sẻ với các bạn đó có ý nghĩa như thế nào? Thì những gì mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn cho đến bây giờ có ý nghĩa là chúng ta bây giờ không phải là ở cái khởi đầu của mùa tăng trưởng, nhưng mà cũng chưa đến cái mức là đã kết thúc tăng trưởng rồi. Cái thời kỳ bây giờ đó chính là cái thời kỳ mà chúng ta đã đi sâu vào mùa tăng trưởng rồi. Chúng ta bây giờ nếu mà dựa theo thời gian đó thì còn vài tháng nữa nếu như dựa theo như chúng ta biết được trước đây nhưng mà chúng ta cần phải theo dõi sát những cái thông tin này hàng ngày để biết được là khi nào chúng ta có những cái dấu hiệu là đã đến đỉnh rồi đây mới là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn cho nên chúng ta cần phải theo dõi hàng ngày bây giờ nếu như mà bạn nào hỏi thường là chừng nào chúng ta mới kết thúc vụ tăng trưởng thì thật ra thường không có cách nào để trả lời được thường chỉ có thể là đi từng ngày từng ngày từng ngày một mà thôi tại vì tất cả đều có thể được thay đổi nếu như mà giá Bitcoin có cái sự tích lũy và đi hàng ngang ở cái mức là giá sẽ như từ 40 tới 50 trong một thời gian dài hạn thì chúng ta sẽ có cái sự tăng trưởng công mạnh hơn nữa nhưng mà nếu như mà giá có tăng trưởng mạnh hoài thì sẽ dẫn đến là chúng ta sẽ kết thúc sớm hơn và một trong những cái điều mà sẽ hỗ trợ giá cả trong thời gian tới đây đó các bạn thấy được là Rand Noiner. thì Rand Noiner trước đây đó là người dẫn chương trình của đài CNBC ở Châu Phi À, gọi là crypto trader thì Randall đã chia sẻ ở trên Twitter đó là một trong những chiến lược quảng bá tốt nhất à, cho một loại tài sản đó chính là giá của loại tài sản đó thì đây là một điều hoàn toàn là sự thật các bạn thấy được là Bitcoin càng lên cao, crypto giá càng lên cao, Ethereum giá càng lên cao thì sẽ càng có nhiều người quan tâm đến. Các bạn có thể là có những cái chiến lược quảng bá như là đây là một loại tài, tài, tài sản như thế nào, ai đang ủng hộ nhưng mà chỉ cần là giá lên thôi thì mọi người sẽ quan tâm đến và Giá càng lên cao thì sẽ càng lên cao mạnh hơn tại vì càng thu hút nhiều người hơn cho đến khi mà chúng ta kết thúc cái mùa tăng trưởng này và các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào Bitcoin trên những sàn giao dịch đi thì các bạn thấy được rất rõ ràng là cái số lượng Bitcoin trên sàn giao dịch đã đi xuống từ 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 tháng 2 của năm 2020 và đã đi nghe một thời gian nhưng mà gần đây các bạn hãy nhìn đi gần đây chuyện gì xảy ra gần đây thì cái số lượng bitcoin được rời khỏi sàn đó cái số lượng đó đã tăng lên từ từ có nghĩa là chúng ta thấy được là cái đường màu đỏ này lại tiếp tục cắm đầu xuống có nghĩa là càng ngày lại càng ít bitcoin hơn ở trên sàn đây là yếu tố rất là quan trọng và chúng ta thấy được là hiện bây giờ ở trên sàn có rất là nhiều và rất là nhiều những ổn định chờ sẵn chúng ta đã thấy được là cho đến sáng ngày hôm nay là 7,3 tỷ 7,3 tỷ đô la ổn định đang chờ đợi sẵn họ đang chờ đợi gì có thể là họ đang chờ giá điều chỉnh để có thể mua được cái giá tốt nhưng mà nếu như họ có chờ đợi hoài chờ đợi hoài thì một ngày nào đó sẽ có rất nhiều người họ bị mất cái tính kiên nhẫn nhất là khi mà bitcoin giả sử như là tự nhiên tăng trưởng lên 45 000 thì tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều người mất tính kiên nhẫn mà họ sẽ đẩy những ổn định đó và trong thị trường này đương nhiên một phần sẽ mua bitcoin một phần có thể là họ mua altcoin cái đó là tùy theo cái suy nghĩ của những người mà đang lưu trữ đồng định này mà thôi thì một trong những điều mà rất là quan trọng thường muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta à, trở về cái trang chính thức của Twitter đi chúng ta sẽ trở về cái profile của Thuận thì các bạn thấy được là một trong những điều mà Thuận chia sẻ hồi sáng này đó là gần đây tôi thấy có một số người nói là lần này sẽ khác đây là bốn chữ rất nguy hiểm trong đầu tư các bạn thấy là bull market luôn kết thúc sớm hơn dự định và bear market luôn kéo dài hơn là mọi người hy vọng mỗi ngày chúng ta chỉ có thể là theo sát thị trường và đưa ra quyết định từ ngày từ ngày một mà thôi không ai có thể đoán được tương lai và tại sao thường này nói là lần này sẽ khác là bốn cái từ rất là nguy hiểm trong cái lĩnh vực đầu tư tại vì đó là cái lúc mà mọi người cực kỳ hưng phấn nghĩ là lần này sẽ khác nghĩa là sẽ không có một cái À, mùa bear market sẽ không có bị bể bong bóng và thưa các bạn nói thị trường nào cũng chỉ là một bong bóng mà thôi tại vì cái giá thực tại của một loại tài sản như là bất động sản như là vàng như là chứng khoán so với cái giá thực sự người ta giao dịch đã phản ảnh được cái hy vọng của người ta trong tương lai là như thế nào cho nên trên căn bản tất cả những tài sản đều nằm trong một bong bóng và câu hỏi là bong bóng đó lớn bao nhiêu và chừng nào mới bể và thậm chí bây giờ các bạn thấy được là thị trường này đã trưởng thành hơn nhiều người bây giờ là không còn ai mà phủ nhận là thị trường crypto là một bong bóng cái câu hỏi bây giờ là chừng nào bong bóng mới bể và nếu các bạn thoát keo quá sớm thì sẽ mất đi cái phần lợi nhuận rất lớn và các bạn thoát keo quá chạy thì sẽ à, dẫn đến là các bạn phải ôm những cái đồng đó đi vào mùa đông crypto cho nên cái điều quan trọng là chừng nào bong bóng mới bể cho nên lần này sẽ không khác lần này cũng như những lần trước mà thôi tại sao mà nhiều người vẫn tin tưởng bitcoin sẽ lên tới 100 trăm đô tại vì lần này sẽ không khác các bạn đi được là tính theo của sự tăng trưởng của như đợt trước đây thì bitcoin lần này cũng sẽ như vậy cũng sẽ có cái sự tăng trưởng lên tới 100 trăm đô nhưng mà lần này cũng không khác có nghĩa là lần này cũng sẽ có một mùa đông crypto kéo đến sau khi mà có bong bóng bị bể nhưng mà trước đó thì giá sẽ tăng lên rất là mạnh tại vì thị trường khác nhau thời điểm khác nhau thông tin khác nhau nhưng mà cái suy nghĩ của nhà đầu tư thì không khác biệt và đã trong mấy trăm năm nay thì chúng ta thấy được là liên tục có những cái đợt bong bóng trong thị trường tài chính tại vì những nhà đầu tư cái tâm lý của con người giống nhau trong vòng mấy trăm năm nay cho nên lần này sẽ không khác chúng ta sẽ thấy được là giá cũng sẽ tăng trưởng mạnh lên tới một mức mà nhiều bạn nhìn lại năm 2021 này mà nghĩ là không ngờ là giá bitcoin sẽ tăng lên mức đó không ngờ là giá ethereum có tăng lên cái mức đó không ngờ là crypto có thể tăng mạnh như vậy sẽ làm cho mọi người bất ngờ cũng sẽ giống như năm 2017 nhưng mà cũng sẽ làm cho mọi người bất ngờ khi mà thị trường này ngưng tăng trưởng và đi vào một mùa đông crypto kế tiếp cho nên cái mà Thuận muốn làm trong đợt tăng trưởng này là Thuận muốn chia sẻ với các bạn là Thuận nên làm gì Thuận muốn cho các bạn nhất là như bạn mới đó có một cái thông tin là khi nào mà chúng ta nghĩ đây chúng ta đã đến cái đỉnh của đợt này rồi